quý vị khán thính giả của VNTV và chào mừng quý vị đến với chương trình Tất Đất Tất Vàng ngày hôm nay với anh Bình Trần và anh Kevin Huỳnh. Chào anh Bình và anh Kevin. Em kính chào chị Vân Anh, Kevin và quý vị khán giả của đài VNTV. Kevin xin kính chào chị Vân Anh, Bình và kính chào khán giả của đài VNTV xem chương trình hôm nay. Vâng, thưa quý vị, chương trình của chúng tôi ngày hôm nay, anh em chúng tôi gặp gỡ và nói chuyện với quý vị ngay tại văn phòng của anh Kevin Huỳnh, đó là công ty H&A Realty in Company. Và được biết là công ty Click Mortgage của anh Bình Trần trong những tháng vừa qua đã mở thêm rất là nhiều những chi nhánh ở nhiều tiểu bang khác nhau vào đây. Dạ đúng rồi chị, thì trong vòng vài tháng qua thì tụi em mở được một chi nhánh bên Houston. Chính vì bên đó tụi em cũng có show giống như Tất Đất Tất Vàng. Đúng giống rồi. Như Tất Đất Tất Vàng của chúng ta hy vọng là sẽ có mặt gấp mặt ở khắp nơi phải không anh? Dạ, rồi tụi em có một chi nhánh nữa ở San Antonio. Thì bước kế tiếp có thể là tụi em đang chuẩn bị cho Austin hoặc Dallas. Rồi bên em cũng license được ở Arizona, Nevada, Utah, Missouri, Colorado và Washington. Cho nên nói chung là tụi em cũng cố gắng mà license càng nhiều càng tốt. Dạ để vâng. Mà giúp thêm được những người mà cần mua nhà để ở hoặc là tại thời trợ. Không biết là anh Kevin có mở thêm office gì nữa, chi nhánh khác nữa không anh? Bây giờ thì Kevin cũng mới và cũng đang có cơ hội để establish cái foundation nó vững trước. Dạ. Thì chắc cũng sau này cũng có thể theo bước của anh Bình thì mở thêm cũng kế bên anh Bình chi nhánh gì đó thì học hỏi cho anh Bình chút xíu thì cũng có sẽ có. Yeah, dạ vâng có. Thưa quý vị, trong chương trình Tất Đất Tất Vàng ngày hôm nay, anh Bình Trần cũng như là anh Kevin Huỳnh sẽ gửi đến chúng ta với một cái đề tài rất là nóng bỏng và rất là cần thiết cho tất cả quý vị khán thính giả cần lắng nghe. Anh Bình có nói với Vân Anh là ngày hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ với quý vị qua đề tài là người mua nhà đầu tiên phải không anh? Dạ, sẽ có rồi. Một cái chương trình rất đặc biệt. Dạ đúng rồi chị. Thì nói chung á, thật sự một trong những cái câu hỏi mà khi mà em làm cái nghề này chị, mà hầu như là gần như mỗi ngày em đều nhận được ít nhất là một cú điện thoại hỏi là ở bên anh có offer chương trình First Time Home Buyer hay không? Yeah. Thật sự first time home buyer là nếu mà nhiều người thật sự cũng chưa hiểu là thật khi nào thì nhà băng gọi là first time home buyer. Đúng thì rồi. Để mình nói cho rõ, first time home buyer là những người trong vòng 3 năm nay không hề đứng trên title của bất cứ một căn nhà nào khác. Có nhiều người cứ nghĩ là tôi không ở trong căn nhà đó, tôi có một căn nhà cho mướn, hoặc là tôi đứng trên title cho bố mẹ của tôi, thì như vậy tôi có phải là first time home buyer hay không? Cái câu trả lời là không. Là tại nếu mà mình đứng trên title trong vòng 3 năm đổ lại này thì coi như là mình không first time home buyer. Phải 3 năm trở lên mới gọi là first time home buyer. Thì nói chung về chương trình first time home buyer thì có rất rất là nhiều. Thật sự có phải ai cũng qualify hay không? Thì câu trả lời là chưa hẳn là như vậy. Thì tùy mỗi một trường hợp, tùy mỗi một cái thành phố, có những cái chương trình mà người khách của mình cần những cái tiền mà để giúp cho cái down payment hoặc là cái closing cost thì có rất là nhiều chương trình. Nhưng mà hôm nay tụi em chỉ muốn đề cập tới là một cái chương trình mà tụi em làm thường xuyên nhất là chương trình 1% down. Dạ. Chỉ có 1% down thôi thưa quý vị. Dạ. Thì 1% down nói chung quý vị cũng hiểu là gì, có nghĩa là mình nếu mình mua căn nhà khoảng 500 ngàn thì mình chỉ cần down có 5 ngàn mà thôi. Thì nhưng mà cái cũng nó cũng có cái lợi cũng có cái hại đúng không? Thường tất cả nhà băng quý vị cũng biết đó là khi mà mình mua căn nhà, mà nhất là người Việt Nam mình không ai thích trả PMI cho nó. Đúng không? Đúng. Gọi là tại vì họ cảm thấy là giống như tại sao tôi phải trả thêm một số đúng tiền rồi. Đó. Đúng rồi. Mà nhiều khi số tiền đó có thể là mua căn nhà 500 ngàn, đau 1% của số tiền đó có thể là 300-400 đồng. Nó cộng lên rất là nhiều. Thì cái lợi của chương trình 1% đau có nghĩa là gì? Là mình mua căn nhà có số tiền lớn nhưng mà mình comment rất là mình khi mình cầm tiền đâu rất là ít tiền, không còn nhiều. Tiền lời tương đối, tại cái này là chương trình của Fanny, cho nên Fanny có nghĩa là một cái agency mà chuyên môn làm cho vay tất cả tiền của gần như tất cả của thị trường Mỹ này á. Thì đó là chương trình tương đối là rất là ổn định và quý vị cũng cũng đi tiền lời thì cũng rất là nói chung rất là hợp lý chứ không phải là cao lắm hay là cái gì đó, thì tùy theo cái gọi là cái credit của mọi người. Nhưng ngược lại cái gì cũng vậy, mình mượn nhiều tiền thì hàng tháng thì mình cũng hàng cao thôi.
ai cũng qualify hay không. Không, cái điểm phải trên 720 điểm trở lên thì mới qualify. Dạ. Thì nói chung cái chương trình đó nó cũng rất là simple thôi. Nhưng mà khi nếu quý vị quyết định để mà biết thêm chi tiết thì tốt hơn hết là nên gọi cho mình. Dạ. Hoặc là ai đó có thể offer cái chương trình 1% đã. Dạ vâng. Và khi quý vị khán giả theo dõi chương trình của chúng ta và thích thú với lại cái chương trình này thì có thể gọi cho anh để anh hướng dẫn phải không anh? Dạ. Và sau đó nếu mà họ qualify cho cái chương trình đó thì anh Kevin có thể giúp đỡ để đi dẫn đi coi nhà phải không anh? Dạ đúng rồi. Yeah. Nhưng mà mình có câu hỏi này cho Kevin, cái này là thật sự là mình hỏi nhiều khi mình ngồi đây mình hỏi chơi thôi. Yeah. Đúng không? Là một cái chuyên gia địa ốc đúng không chị? Thì hiển nhiên khi là ra mình đi mua một căn nhà thì theo anh Kevin nghĩ là những người down payment ít, down payment nhiều, trả tiền mặt thì những cái cơ hội đó như thế nào theo anh nghĩ để mà khi mà để cho một cái người bán nhà họ quyết định, bán nhà thì thường họ quyết định như thế nào? Thường thường thì nói là cái nhìn cái nhất là cái down payment của mình. Bán nhanh hay chậm bán cho cái người nào thì thường thường cái seller á nó muốn cái người buyer á thì chắc chắn cái loan và cái down payment này loan là phải dễ, down payment mới nhiều. Thì cái mostly cái transaction ai là muốn vậy đúng không? Nó sẽ smooth hơn. Thí dụ cũng có trường hợp có anh Bình real point mình không có không có tiền để down. Cái 5% cũng có người có seller cũng coi hoàn cảnh của người đó là sao sao cũng có thể là giúp đỡ. Yeah. Yeah. Cũng tùy theo cái hoàn cảnh cái người mua người bán. Anh thấy là có nhiều người họ hưởng ứng cái chương trình này không anh? Dạ có rất là nhiều chị. Nhưng mà tại vì thật sự như em nói cái người Việt Nam mình cho dù họ có hỏi first time home buyer 1% down hoặc 3% down hoặc 3.5% down nhưng mà khi mà họ vô làm loan ai cũng muốn bỏ trước 20% down hết đó. Đúng rồi. Cái người Việt Nam là vậy, cái bản tánh của người Việt Nam mình đã đúng thói quen là tôi không có muốn trả dư, trả nhiều cái gì tôi cần. Đúng. Cho nên họ làm bất cứ giá nào họ cũng sẽ đi xin tiền, mượn tiền gì đó để trả bỏ 20% down. Dạ vâng. Nếu một người mà họ đi theo cái chương trình này tức là họ down rất là ít giống như anh nói là 5% phải không anh? 1%. Nếu mà một người đi theo cái chương trình này mà giống như anh nói chương trình này là chỉ có 1% tiền down nhưng mà sau một thời gian họ thấy họ trả tiền mỗi tháng cao quá và họ muốn có thay đổi qua một cái chương trình gì khác để mà họ có thể thấp cái tiền mỗi tháng lại có được không anh? Được chứ chị. Thì có hai thứ có thể xảy ra. Thì hiển nhiên là bắt buộc mình phải tái tài trợ cho họ nếu họ quyết định giữ căn nhà đó, còn ví dụ mà họ quyết định bán căn nhà thì không nói gì rồi. Tức là mình refinance lại phải không? Refinance lại cái căn nhà đó thì thí dụ như lúc đó thí dụ như mà cái giá nhà lên cao mà họ refinance lại mà họ có thêm được một cái equity trong nhà thì mình có thể không, có nghĩa là cái họ không cần trả cái mortgage insurance nữa. Hoặc không, có nhiều người có thể trong thời gian ngắn hạn họ không có xây sở được tiền để mà bỏ down nhiều. Thì khi mà tái tài trợ lại sau này họ có thể bỏ một số tiền lớn hơn để mà mượn số tiền thấp hơn. Thì như vậy thì cái tiền payment nó sẽ thấp lại. Thưa quý vị đang theo dõi chương trình Tức Đất Tức Vàng với anh Bình Trần và anh Kevin Huỳnh ngày hôm nay với đề tài là một chương trình rất là đặc biệt cho người first time buyer, tức là người mua nhà đầu tiên. Chúng ta có thể nhắc lại first time buyer như thế nào. Và thưa quý vị, tiền down chỉ có 1% mà thôi. Dạ. Thì nói tóm lại như hồi nãy Bình có nói cái câu là first time home buyer là những người nào, quý vị nào không đứng trên thay đồ nhà từ 3 năm trở lên. 3 năm trở lên quý vị. Dạ. Dạ. Mà nhớ nha, nếu mà quý vị có đứng trên thay đồ nhà của anh chị em bà con hay là bất cứ ai đó, miễn tên mình đứng trên thay đồ nhà có nghĩa là mình không còn là first time home buyer nữa. Mà nếu có thì phải up, gọi là không còn đứng trên thay đồ trên 3 năm thì mới gọi là first home buyer. Đó là như vậy. Và trong chương trình này thì chúng ta trả tiền down chỉ có 1% mà thôi. Dạ đúng rồi chị. Và đương nhiên là tiền nhà mỗi tháng chúng ta trả nó sẽ cao hơn. Nếu đúng, đúng rồi, nếu mà mình bỏ 1% down so với một người 20%, 10% thì chắc chắn sẽ phải. Vâng thưa quý vị, và mọi chi tiết quý vị hay gọi cho anh Bình Trần cũng như là anh Kevin Huỳnh và chúng tôi có số điện thoại trên màn ảnh bất cứ lúc nào khi mà quý vị có những cái thắc mắc liên quan đến cái đề tài ngày hôm nay để anh Bình cũng như là anh Kevin có thể giúp đỡ cho quý vị. Và bên anh được biết là sắp tới anh Bình cũng như là anh Kevin tiếp tục gửi đến cho chúng ta những cái chương trình rất là đặc biệt. Dạ đúng mà chị, thì nói chung là mỗi một cái show tụi em cũng muốn đem đến là những cái chia sẻ những cái sự hiểu biết của tụi em về vấn đề thị trường của
gọi là địa ốc cho tới vấn đề cho vay mượn, thì sẽ có rất là nhiều đề tài mà tụi em đã từng trải nghiệm qua, mỗi một cái hồ sơ, mỗi một kinh nghiệm thì tụi em cũng muốn đem đến chương trình này là trải nghiệm qua những cái thắc mắc, kinh nghiệm đây những mình. Cái kinh nghiệm của mình đã từng trải. Thì hy vọng là những quý vị nào coi cái show này có thể từ từ hiểu biết thêm được về cái công việc, cũng như là nếu mà có sau này có đi mua nhà hoặc là muốn mượn tiền hay cái gì đó thì mình có thể hiểu thêm được là lý do tại sao cần cái này. Thì hy vọng là cái chương trình tới tụi em cũng có thể đem đến những chương trình thắc mắc về của những người về first time home buyer, hoặc là những người, nhất là những người mà muốn cái mùa thuế này đang muốn khai thuế, đúng không? Rồi thắc mắc về những người mà có tiền, rồi tiền đau, rồi hoặc là như thế nào đó. Thì những cái câu hỏi đó, những cái show sau này thì tụi em sẽ cố gắng đem đến những cái chia sẻ, những cái kinh nghiệm để khi sau này mình không nói chuyện không bị sốc khi mà mình đi ra mua nhà. Và thưa quý vị, Vinh Anh được biết là trong chương trình Tất Đất Tất Vàng không chỉ là chỉ nói về địa ốc không, mà anh Bình Trần cũng như là anh Kevin sắp tới sẽ gửi cho chúng ta những cái đề tài khác. Và sau này còn có chương trình gỡ rối tơ lòng nữa phải không anh? Nếu có nhu cầu thì tụi em sẽ chắc chắn em sẽ làm. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn trong chương trình Tất Đất Tất Vàng ngày hôm nay. Cảm ơn và xin hẹn gặp lại trong chương trình lần sau. Bình xin kính chào quý vị khán giả. Kevin xin kính chào quý vị khán giả.